Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Hãng AP bình luận rằng các quan chức quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại có thể xảy ra một cuộc tấn công từ nội bộ lực lượng bảo vệ an ninh đối với ông Joe Biden vào ngày nhậm chức. Việc này khiến FBI phối hợp với quân đội để kiểm tra lý lịch toàn bộ 25.000 vệ binh quốc gia đóng tại thủ đô Washington, DC. Đồng thời, Joe Biden cũng hủy kế hoạch đi xe lửa đến tham gia lễ nhậm chức. Quan chức quốc phòng cho biết họ lo ngại về khả năng có nội gián tấn công hoặc có mối đe dọa khác từ các thành viên liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Lầu Năm Góc đã đề cập đến nguy cơ rằng chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ lại gây ra mối đe dọa cho nội các của ông Biden cùng các nhân vật VIP khác tham gia sự kiện. Bộ trưởng lục quân Mỹ Ryan McCarthy nói với AP hôm chủ nhật rằng các quan chức nhận thức được mối đe dọa tiềm tàng Ông cảnh báo các chỉ huy phải đề phòng bất kỳ vấn đề nào trong hàng ngũ của họ khi lễ nhậm chức đến gần. Khoảng 25.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đang đổ bộ vào Washington từ khắp đất nước, nhiều hơn 2,5 lần so với những lễ nhậm chức trước đó. Vệ binh được các cơ quan liên bang và Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy chấp thuận cho phép sử dụng vũ khí sát thương. Điều này đánh dấu sự thăng cấp mạnh mẽ về phản ứng của chính quyền đối với việc bạo lực tái diễn sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vừa dùng lại vừa lo rằng có người trà trộn trong vệ binh quốc gia sẽ tấn công Biden. Nên trang Amuse viết trên Twitter rằng, nhóm truyền tiếp của Biden đã tiết lộ rằng họ rất lo các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia ủng hộ Tổng thống Trump có thể giết Biden trong lễ nhậm chức. Vì vậy, họ đã yêu cầu các chỉ huy tịch thu tất cả đạn và ổ đạn từ binh lính. Đồng thời, FBI sẽ kiểm tra lý lịch tất cả 25.000 lính vệ binh quốc gia tới Washington để tham gia sự kiện. Động thái này đã cho thấy những lo ngại bất thường về an ninh tiếp tục bao trùm Washington sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6 tháng 1. Ngoài bổ sung lực lượng vệ binh và thắt chặt giám sát, các biện pháp an ninh khác cũng đang được thực hiện. Hàng rào dây thép gai đã được dựng lên xung quanh Điện Capitol và tòa án tối cao. Các khu vực lớn của thủ đô đã bị đóng cửa, không cho phép đi lại. Nhiều ga tàu điện ngầm trong thành phố đã hoàn toàn ngừng phục vụ. Đài tưởng niệm Washington đã tạm ngưng, Quảng trường National Mall ở Washington DC, vốn dự kiến là nơi tổ chức lễ nhậm chức của tân tổng thống, cũng đã đóng cửa từ ngày 15 đến 20 tháng 1. Nơi nghỉ dưỡng và các khách sạn đã hủy tất cả các đặt phòng tại khu vực Washington trong ngày lễ nhậm chức và chỉ nhân viên an ninh mới được ở lại. Đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, ông Biden dự kiến ngày 17 tháng 1 sẽ đi xe lửa từ Wilmington đến Washington DC. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch này của ông cũng bị hủy bỏ, chưa rõ ông sẽ đến buổi lễ nhậm chức ở Washington bằng cách nào. Theo báo cáo, nhóm chuyển tiếp Biden đã mời bà Lisa Monaco, cố vấn an ninh nội địa thời chính quyền Obama, làm cố vấn tạm thời chịu trách nhiệm về sự an toàn cho lễ nhậm chức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.